Vã luôn. Đánh tơ này. Đánh luôn thì vã luôn. Vã luôn. Vã luôn. Ui trời ơi, nó ăn được hai thằng. Nó ăn hai thằng luôn bạn ạ. Ui con boss nó hiện ngay trước mặt kìa, đi cầu A bạn ơi. Trả thù, tên là gì nhỉ? Con gái gao. Gặp là vã luôn bạn ơi, không nói nhiều, vã không 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 nói nhiều luôn kìa. Vã luôn. Vã luôn. À, con hàng này, không nói nhiều mà. Không nói nhiều à, tele này. Nó chạy bạn ơi, nó tele rồi, chạy. Gì kia? 99 Bắc Ninh cầu 3 cho em xin xét TH với bác Hải. Ôi dồi ôi, mama ông còn đồ ép không cho tôi. Ok anh em. Nỏ thánh nữ này. Mama chat xem nào. Alo. Bán nhiều. Ballet. MG King bác Hải ơi. Đang đi cày master anh em ơi. Ồ, người anh em chỉ nhập 200 Black cơ à. Quả nỏ thanh nữ cơ 10% cộng 0 ngày 200 Black anh em ơi. Từ từ đã, về kịch kèo kia anh em ơi. Về cầu 2 nói chuyện. Kịch kèo tí. Về cầu 2 nào. Cầu 2. Rồi. Cầu 2 tên gì kia, Pa Mama đâu, cầu 2 3 nè, ủi lại vào 3. Cái tên bảo cầu 2 thì lại vào 3. Đâu xem hàng. Hello bạn ơi. Tôi đang đi tìm, tôi đang tìm cho bạn cái nỏ 10% này để tôi xem nào. Từ từ đã. Để xem hàng cái nỏ này nào. Giao dịch. Đâu xem hàng. Mà đâu, ai à, nó cộng 0 10% anh em ơi, 200 ballet. Bây giờ nhá, là tôi đưa bạn cái nỏ cộng 0 nó 7 cộng với cả 100 ballet. Em mua nỏ nó gì? Đổi nỏ cho bạn, cái nỏ của bạn nó bị quỷ ám rồi, đập bãi không lên. Ok vào việc. Bạn ơi, bạn đưa tôi cái nỏ đây. Bạn về trend đi, bạn đưa tôi cái nỏ đây để tôi làm việc ông ấy cho dễ nào. Thợ gen. Đâu bạn đâu? Đây rồi. Giao dịch, đưa tôi cái nỏ đây. Đây cục 7 à. Ok đấy, để tôi vào tôi giao dịch ông kia xem như nào. Rồi. Đây, giao dịch, Pemama giao dịch. Đây. Từ ra để tôi lấy Black rồi đã. Lấy 100 Black ra luôn. 2, 3, 4. Nào, giao dịch. Phải gạ ngay nhưng thôi. Cái nó có con 1.600. 1.600 nhưng mà người ta đó, là... Nhưng mà cái dòng của người ta là... Là dòng ấy, dòng... hoàn hảo. Đây, dòng của bạn là dòng 7% cái gì đây? Đội ông kia hủy này. Ô người anh em ơi, thêm đi á. Ôi 100 Black thôi, 100 Black. 100 Black thêm gì? Hết rồi. Còn đúng 100 Black. 120, ok 120. Bạn ơi. Hey. Thằng này biết mình đúng còn 120, 20 Black à. Ghê đấy, rồi ok. Vào việc, giao dịch. Tôi đổi cho bạn cái nỏ á, hiểu không? Thì bạn phải đưa tôi 150 Black đấy. Còn mạnh vào hay bảo là 120. Thì 20 em để 150 cho nó tròn. Chứ là đúng chưa nhỉ? 1, 2, 3, 120 này. Đấy, đổi lên cái nỏ thanh nữ 10%. Cái nỏ này của bạn, nhiều anh em bảo là bán cái nỏ đi thôi. Nó này dòng 7 phần, tốc độ 7 là yếu. Bạn hiểu không? Phải lấy giỏi lên chưa? Ok. Không. Cái gì kia? Ok rồi đấy. Rồi, xong. Tôi đổ cho bạn cái nỏ 10% luôn này. Ngon phết chưa? Bạn đâu? Đây, giao dịch luôn này. Giao dịch, đứng đây. Đây, giao dịch.
Đây, thấy nỏ 10% luôn. Dòng 10% ngon đấy. Mới tuần vàng thôi. Mà dòng vàng đập lại, quan trọng gì đâu. Nhá, cái cung kia, cái nỏ kia đã bị yểm bùa, không lên được. Không lên được bạn ơi, phải đập. Đây là cái ông 99 Bắc Đinh, ông xin tôi bộ sâu hồng này, đợi tí, đây. Bây giờ mới vào việc anh em được. Bạn ơi nhanh lên, có đi blue đi nhá. Không là không kịp đâu. Bao mấy nhỉ? Bao 4. Sâu hồng đâu? Gì có sâu hồng nhỉ? Bao 3. Đây sâu hồng này, đây là sâu hồng đây, 2 3 4 5. Rồi về 3. Cho em xin gậy bác xá lắc. Ok. Cầu 3. Về cầu 3. Đâu, chỉ Bắc Đinh đâu? Anh em đang đánh với tôi à? Vâng. Thế thôi, anh em đâu rồi? Về cầu 3. Cầu 3. Cái mãng xà. Đây, tên là gì nhỉ? Tên là gì? Cái MG King. Cho em xin gậy mãng xà. Có lắc. Với, ok đấy. Về cầu 3. Sao đứng ở đây? Ra đây. Ra đây, đúng rồi. Giao dịch luôn này. Đấy, gậy mãng xà này. Cho cái ring này. Pen đâu? Bạn đây. Pen đây rồi. Ok. Vào việc. Bạn lét của ông đấy rồi. Bạn ăn được à? Bạn ơi, đi bên đâu bạn ơi? Nhanh. Không, hôm nay lại mít giờ. Đi. Okay. Sang David, nhanh. 4 phút. 4 phút vào vẫn kịp đấy. Chết quyền. Ơi anh em vào đông rồi. Ông nào cũng sợ là bị mít kìa. Úi vào đi nhanh, vào nhanh. Vào nhanh ơi, chết rồi, đứng đông đây ạ. Úi rồi ơi, lại phun. Hỏng rồi bạn ơi. 4 phút vẫn phun. Hỏng rồi. Căng nhờ. Căng đấy. Hai hôm liền không đi được blue là hơi bị căng đấy bạn ơi. Lại phun rồi. Hả? Sao gì mà kinh bậy? Không hiểu luôn hai hôm nay này. Không đi được luôn. Cay thật đấy nhở. Mày dình mãi với quả đi blue này. Ăn cơm vội vàng, tắm rửa vội vàng, đi blue mà không đi được anh em ạ. Không đi được nó mới cay. Mày ông nào cũng thoát ra đây. Mà thoát không kịp anh em. Chỗ này phải tầm khoảng 10, chỗ này khoảng tầm khoảng 15 người này. Tôi có 120 bullet này. 120 bullet à? Đưa cho tôi 150 bullet đây. Bạn vừa lên bảo 150 bullet. Ừ, được rồi, bạn đưa 150 bullet đây, tôi đập cho bạn một lần xem nó xem cái nỏ của bạn sẽ lên được không? Cái này nó là 150 bullet nữa. Còn thì, 120 bullet là tôi đi đổi cho bạn cái nỏ này. Được chưa? Và bạn đưa cho tôi thêm 100 bullet nữa để tôi đi đập cho bạn cái nỏ lên cộng 12. Thế là tổng cộng bạn phải đưa tôi 220 bullet, bạn hiểu không? Thì tôi nạ. Lợ gì? Tôi hết blast rồi. Thế mà yes. Bạn được. Nhưng mà tôi hết blast, bây giờ đang hết blast, bạn phải đưa cho tôi chứ. Yes. Về cầu 3 nè. Hỏng rồi anh em ơi. Từ để tôi tích vài phát nữa xem nào. Ui ôi ôi, anh em ơi. Mai là phải đứng chờ sẵn bạn ạ. Phải đứng chờ sẵn thôi. Chứ như này quá là khổ luôn. Không đi được blue này. Không đi được blue thì tôi bạn đi là ăn bot nhỉ? Đi. Nhưng mà thôi đặt cái nỏ nghe bây giờ ấy bắn sao vào con bot. Thì bắn trước đã, cứ đi ăn bot đã rồi tí đi đập sau. À đây, lên. Đi lên. À đây nè. À. Đây. Tôi vừa bắn rồi. Em mới chơi bác kỷ niệm cho em mấy viên blast. Ui giời, không có blast. Không có blast. Vào. Chỉ có vũ khí cộng không thôi. Đấy. Hello chào bác. Chào bác nhé. Đấy, chỉ có vũ khí cộng không thôi người anh em ơi. Bạn đâu rồi? Đứng kia để tôi BT nào. Sói tới đâu nhỉ? Đây. Con gấu này. Nhau sói lên. Tạo nhóm này. Đến giờ nhỉ? Còn bao nhiêu phút nữa à?
đi đi vào trong góc, trong góc cứ vào trong góc, đứng đứng trước, đứng trước, đứng trước anh em. Đứng trước, không có ballet anh em ơi, đây này, ballet bây giờ đang không viên đi này. Không có ballet đâu, chỉ có vũ khí thôi. Vũ khí công không thôi anh em ơi. Đứng đây à? Đứng đây à? Rồi đứng đây, đứng đây. Đứng, rồi đứng đây nhá, đứng đây để tôi đập cái dòng vàng của tôi lên cái. Đập cái mỏ à? Bạn đập đứng lên đập nó đi. Tôi đập dòng vàng cho nó lên đi. 700 này. Bác hài bán xoái không? Có luôn, 750 ballet. 750 ballet vào việc. Ơi. Đây 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 đây. Đây 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 đây, đây. Còn ngày này, ngày bạn này, ngày đây. Ngày đây bạn ơi. Chuyển luôn. Ui rồi, không đít rồi. Có người anh em đang gạ bán xoái kìa, 750 ballet vào việc luôn. Bán cho người em con xoái luôn. Ui rồi, dính rồi. Đây. Đang bị chóa không đi được. Vào đây mày ơi, vào đây. Anh, vào đây, đúng rồi. Thằng này mày khôn đấy, vào đây. Mẹ cái con kia đánh mình. Rồi vào đây. Vẫn choáng này. Em muốn mua xoáy đen, bác bán bao nhiêu WeCoin? À, hôm trước là mình mua 1.8 triệu à? 2 triệu WeCoin. 2 triệu 2 triệu 2 đi, 2 triệu 2 WeCoin vào việc. Bạn thơ nè. Phải có lãi. 2 triệu 2 WeCoin hoặc là 750 ballet vào việc. Đấy. Xoáy đi anh em ơi. Hôm trước là mua 1.8 triệu WeCoin. Kiểu gì ông kia chả kỳ kèo lên. Em hỏi chút, em không tăng được điểm master sấm sét à? Học skin chưa? Học hết skin. Học hết skin thì mới được. Thì kia, ok bác, để em đi mượn WeCoin. Ok bác. Đi mượn WeCoin cơ à? Người anh em ghê đấy. Mượn WeCoin ok đấy. MG SS đã đổi 2 item x, nhận được 129 WeCoin. Ok đấy, cho con này vào góc này ăn ok đấy. Bạn ơi, bây giờ tôi theo bạn là bạn đứng ra đây này, bạn quay đít đi vào trong, à quay đít ra ngoài, bạn bắn vào trong, không thì bắn như này lộ hết. Bạn ạ. Hello. Bắn như thế là bài. Đây một cái cung tên nó bắn ra ngoài, anh em đi qua nó nhìn thấy là nó lộ. Bạn hiểu không? Có bao nhiêu phần trăm? 80% này. Hai hôm liền không đi ăn đi, không đi được kêu. Chồng nít ra ngoài đấy, đúng không bắn đi đấy, bắn vào trong nó mới chuẩn, bắn ra ngoài lộ. Hôm nay hì hục ăn cơm sớm này, tắm rửa sớm này, làm mọi việc cá nhân xong để vào để hừng hực đi một lúc anh em ạ. Thế mà cuối cùng là lại xịt mà còn 4 phút chứ. Alo bác Hải ơi, xin chào anh em, nhớ em nhiều. Alo chat. Yes. Còn 60%. Ôi trời ơi, sao cái con này nó lại chui vào đây được nhỉ? Cái con khốn nạn kia. Con khốn nạn kia mày chui vào đêm gì? Em bảo nghe mà. Đây, chui vào đây. Đúng rồi, đấy. Chồng đít ra ngoài bắn vào trong. Đúng rồi đấy. Bác còn xét sâu hồng không bác? Còn bác ạ. Đấy, ông chỉ dĩ Bắc Ninh bảo xin nhưng mà ông đi đâu ấy? Không thấy PM anh em ơi, không thể cho người khác vậy. Người ta đâu gọi là có duyên với nhau anh em ơi, có duyên. Tôi với ông chỉ dĩ Bắc Ninh là không có duyên. Cho em với, ok. Về cầu 3. Này về cầu 3 giúp tôi cha dè cho. Đây xét sâu hồng đây. Kiệt trà với đeo bột kiếm này. Đấy xét sâu hồng cũng không anh em ơi, anh em tặng. Mình không dùng đến, mình lại tặng lại anh em. Ôi con kia đâu rồi, nó bay mất rồi. Còn 50% anh em ơi. Vẫn kịp không đây? Đổi cặp chùy cộng 11 lấy vũ khí F
2 cộng 11. Đổi hai cái chùy lấy một cái vũ khí ép à, cũng kinh khủng đấy. Vũ khí ép lên ngôi à. Chém hết server hỏa tình kiếm cộng 11. Min max cộng 1400 này. Min max của tôi bây giờ vẫn đang cộng 700. Đấy là phải đập lên. Nó có bạn có 10% là bắn khỏe hơn đấy đúng không? Khỏe hơn đấy. Tôi không biết à. Khỏe hơn, ngon hơn, nói chung là VIP hơn. Nó chỉ hơn nhau một tí thôi nhưng mà nhìn cái dòng 10% nó nhìn đẳng cấp con người được khác. Giống như cái việc bạn đi xe máy chẳng hạn. Bạn đi xe Way với cả bạn đi con Eberlet nó khác nhau. Quản tù tì 10 Blast anh em ơi. Con nhân vật anh Duy 10 Blast là vui vẻ anh em ơi. Chơi đẫm quá là mất ngủ đấy. Chơi 10 Blast thôi. Nhanh lên, nhanh lên, còn 20%, 25%. Nhanh, còn về cầu cho người anh em bộ sâu hồng nào. Ôi giời, con kia nó lại vào đây rồi bạn ơi, con kia lại vào đây rồi. Ok. Đấy, ok, đấy, đang cầu vàng nhỉ. Ok. Đây, con người đây. À, bạn ơi, tí này tôi về cầu 3, tôi bay lên phân luôn này. Bạn chém tiếp này. À, này không chém mình à. À. Anh đây nhớ em nhiều này, giao dịch nào, vào việc cha dê đây, cha dê á, ông này đã ác phụ chắc rồi nhà ơi, ông này ác phụ của ông nào này, có khi ác phụ của ông 99 Bắc Ninh này đấy, ông đứng đây ông xin đồ nào, đấy xin đồ này cho luôn, xét sâu hồng, ok chưa, đấy vào việc xong nhé, tôi phải lên tôi chén ở đây. Thành ra ok người anh em. Tôi tin chắc cái ác phụ đấy là của ông 99 Bắc Ninh em ạ. Ông ấy chat với tôi chưa kịp trả lời. Xong là ông ấy sẽ lấp cái ác phụ vào. Và ông lại xin tiếp. Người ta biết hết tôi rồi. Thế à, thế à, thế à. Hỏng, hỏng, hỏng. Nhưng con boss đã chết chưa? Gần chết rồi. Ăn của tôi đấy, ăn của tôi đấy, ăn của tôi đấy. Chết bạn ơi. Úi dồi ôi, tôi ăn được rồi. Tôi vừa đến nơi và tôi chém cái chết bạn ơi. Tôi đớp hết rồi. Bạn nhìn thấy tên trên màn hình chưa? Xvirus đã tiêu diệt boss trong thú triều. Ba nghiệp công của tôi. Thôi đấy, tí tôi lại chia cho bạn ăn. Đi bạn ơi. À, con hàng mà gần nhí này. À, con hàng này. Được đấy. Con hàng này. Bạn đi góc đấy nhá, gặp nhau ở chỗ góc map kia nhá. Tôi đi sang bên đường bên này. Ok. Chưa có gì được không? Đại ca, hello người anh em. Ui 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 ui. Chém chết tôi rồi. Lại chém chết tôi rồi. Boss nó vả này. Đi vào đây là dừng boss anh em ạ. Nó vả cho thì giật lên giật xuống luôn ấy. Có con hàng không đây? Có con hàng không đây? À, có con hàng này. À, con hàng này. Hai con hàng ở bên này. Kinh công này. Đấy, Showmaster sẽ sử dụng cái chiêu gọi là dịch chuyển đồng đội anh em ơi. Có đồ ép không cho tôi, có nỏ ép, có nỏ thánh nữ cộng không. Ghê đấy. Đứng ép này. Bác có thích vào trong không? Có. Đâu rồi? Đâu người anh em đâu? Có. Ba. Tạo nhóm. Rồi vào đây. Vào đi cho tôi vào nào. Ui có vào được đâu. Cho tôi sang nào anh em ơi. Ui đứng đây đông này. Bị cắn chết toi rồi. Ui giời anh em cứ te le vào tường như này. Sang đây. Ui giời chưa sang được. Chưa sang được. Sang đi người anh em. Cố lên. Úi giời ơi, tưởng anh người anh em thế nào ạ? Người anh em te le đi 10 phát vẫn chưa qua được tường thế này. Tưởng thế nào? Ôi giời người anh em ơi. Không qua được nhỉ, kaka, không qua được nhỉ, sợ ấy. Ôi giời, đây đi về đây, về cuối này, về chỗ này. Đi. Đi về cuối chỗ này nó rộng. Chanh chết toài kìa. Ôi rồi hai thằng nó bị. Ôi giời ơi. Đi đây. Đi về đằng này.
chỗ này nó rộng mới vào được ông ạ. À, đây tên lên chỗ này. Đâu rồi người em sâu butter kia đâu rồi? Nhanh tôi còn về cho anh em cái nỏ thánh nữ nào. Tôi đi về đây, tôi đi về Norencia đây. Đây từ đã. Đây tên này đây, chỗ này đây, chỗ này rộng tên này đi. Đây đứng đây tè lè này. Đây này. Ơi bây giờ tôi đập cộng 9 rồi nha, tôi đưa cho bạn 100 viên. Bạn đập thử lên cộng 11, 12 đây. Đây rồi, sang đây rồi. Đây rồi. Đâu người anh em đâu? À trên bản. Chú thấy qua đi. Đây. Đấy rồi, vào trong. Đấy, ui xùi, vào trong. Mẹ này rộng như này. Ôi giời, xoay đâu? Thôi bốc cút lạc rồi anh em ơi, lạc. Ui lại lên xuống ấy. Ôi giời ơi, lạc. Lạc anh em ơi. Thôi xong rồi, đi rồi. Thôi, biết rồi anh em nhá, biết chỗ vào chưa? Giờ tôi về đây cho người anh em cái nổ thánh nữ đây. Yes. Nổ thánh nữ à, xem còn không. Wow. Đây may quá, còn một cái anh em ơi, còn một cái. Nhá. Chỉ phép là còn một cái. Vì kinh còn 3 cái, 4 cái. Bác còn xét rồng đỏ không? Ai à, con hàng này còn như này. Con Về cầu 3. Nó lại xịt cái máy này, 11 nó xịt rồi. Đập tiếp đi bạn ơi, bạn đập tiếp đi. Bạn đập lên 11 cơ á? Nó xịt. Đây. Còn nguyên một set rồng đỏ anh em ơi. Người anh em xin đúng người đấy. Rồng đỏ này. Cái mũ thằng kia đây kiểu dề ta. Mũ đây. Đấy, cầu 3. Enter. Nào xin ghế nhỉ? Yêu em. À, mama là xin cái nỏ này. Giao dịch có nỏ này. Một cái nỏ này, ok chưa? Rồi, full đồ rồi, full thùng rồi. Full thùng. Không lấy được. Full thùng. Ôi giời ơi, ok đâu. Full thùng rồi anh em ở đây, người anh em yêu em này đúng không nhỉ? Ông này xin cái gì nhỉ? Ông này xin xin set rồng đỏ đúng không nhỉ? Thùng rồi người anh em ơi. Đây set rồng đỏ này. Ok. Đấy. Xong bác nhé. Bạn cố lên. Bạn đập xịt tí tôi đập nó mới lên, bạn hiểu không? Ui rồi. Không lấy cánh. Phun thùng. Rồi. Phun thùng rồi người anh em ơi. Em có lấy ấy không? Lấy nỏ không? Bạn đặt cho người ta, bạn không đặt cho tôi. Đây, nỏ thánh nữ đây. Ok thôi, không cần phải đưa đồ sang. Đấy. Em hiểu dịch như nào? Nói chấm. Phun đồ đợi tí, tại ông lại cũng phun đồ. Lại full đồ, chứng tỏ ông này rất nhiều đồ anh em ơi. Full mất đồ rồi. Đợi đi nào, cho em xin đôi chùy. Lại đôi chùy, ok, đúng đấy, lại cho xin đôi chùy. Đây, để lấy chùy đã. Đây, chùy đâu. Bao. Đấy, đôi chùy. Đây, chùy đây. Đây. Giao dịch đây người anh em. Đây nỏ đây. Đây. Đấy. Tập tán nó bạch cũng không mà đây cái nỏ này còn ám hơn cái nỏ chết. Nỏ này còn ám hơn cơ à. Nỏ đéo nỏ ghê vậy. Đây cũng bảy cũng bạch cũng không. Đây đây mày quá này khó rồi. Mà ok người anh em nhá. Đấy người anh em đi cày quái. Có dây chuyền cộng 10 không? Không có người anh em ạ. Không có luôn.
có cộng 10 đấy, nhưng mà lại mana này. 1 2 đấy. Đấy anh em nhá. Rồi xong nhé. Yeah, đợi tôi với đang đứng đây truyền phép thuật nhìn như nào. Chào bác nhé. Xem có chuyện có cái gì nhỉ? Xui chuyện gì? Ai bạn ơi, Thỏ Ngọc bạn ơi, Thỏ Ngọc đi ăn Thỏ Ngọc các bạn ơi. Cho vô gù với bác. Tôi đặt mấy lần nó đều xì cả. Đợi tí để gọi chủ vui. Vui ghét gì? Là đập bằng sẹt nên là vui. Không có á. Được rồi, đi săn boss đi, Thỏ Ngọc đi bạn ơi, Thỏ Ngọc. Chuyển thôi. Nhanh lên, mang ra đây, đi săn Thỏ Ngọc đã thì tí về đập đồ nó mới lên được. Không lên này, vui rồi, tám về không. Nhanh lên, mang bắt nó không lên đây. Tí nữa bạn đưa tôi cái nỏ này, xong là bạn nốc cái ác kiệt bờ rồ vào đấy, thằng chủ vui đấy. Không được cầu ba một số anh em họ xin vào, bạn hiểu không? Để cho họ vào cùng vui. Nhưng mà bạn có đặt cái tên X đâu? Có mà lúc vào làm gì? Lúc vào đây. Nhưng mà đi săn thỏ đã xong thì bắt đầu mới lúc cái ác kia vào. Có ép bạn đâu? Ok. Về cầu ba chưa? Tôi đứng ở ngoài, có nhận lâu rồi. Đi rìa sông ra đây, tôi đang đứng ở rìa sông này. Nhanh lên còn đi săn đấy nào. Đây tôi đứng ở bãi, đang ở bãi bãi nhện đây, bạn quay lại bãi nhện đi. Quay lại bãi nhện đây. Đây gọi đi PT tạo nhóm. Đi. Đã thấy không PT rồi em. Hả? Đi. Tên gì kia? Ông có đồ ép không cho tôi? Có hình như là hết rồi sao nhỉ? Hết cái nỏ thánh nữ rồi sao nhỉ? Bạn đợi tí nhỉ? Thì tôi về tôi xem còn cái nỏ thánh nữ không này, ông xin đồ ép này. Kệ bạn. Hết rồi, người em ơi. Bao một. À vẫn còn. Còn. À, có nỏ thánh nữ cộng không cầu 3 tên nhân vật bác cái gì, bác cho gì lấy đấy. Ok, tên nhân vật bác cha re cầu 3 server 1 nào. Nó mà bạn cũng lên bạn cho một chứ. Anh em xin nhiều quá. Đợt trước thì còn thấy đi đánh nhau mà giờ này bán đít tôn người ta đỏ. Thì các bác chỉ bác cho em ít bled với, không có bled bác ạ. Không có bled. Anh em ơi, không có bled đâu anh em ơi. Đây này, bây giờ đang là số 0 đây này. Bác hai còn hỏa tình kiếm không, em xin một đôi. Ui xin một đôi cơ. Quá, cầu 3. Tên là gì kia? Ozawa cầu 3 này. Đây tôi có một đôi đây. Tôi đúng có một đôi luôn. Nào người anh em đâu? Đây. Đứng yên đấy. Giao dịch. Nào một đôi à. Một đôi. Cho quả pen này. Cái gì à? Ring này. Cho người em 3 cái ring luôn. Đấy thích làm gì thì làm nhá. Ok chưa? Một đôi. Có ông nào kia? Tui mama đây, vừa nấy rồi ông. Ok bác nhé. Ok bác nhé. Cảm ơn bác. Ok bác nhé. Đấy. Bạn đâu rồi bạn ơi? Gì kia? 4332. Em đang tạo MG ấy. Ok bác. Có cùi quá thiếu mũ mà không có đồ bác ạ, không có
đồ LF bác ạ. Không có người anh em ơi. Cho nên là người anh em kia xin gậy băng xà. À đây 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 đây. Để sẵn đây. Đây tôi đang đi ra cổng nhẹ bạn ơi, bạn săn được bao nhiêu viên Blast rồi? Săn bao nhiêu viên bạn anh về? Gì kia, ông có cái dây thường sát thương hoàn hảo không? À, có. Để mình xem. Mình xem. Xem là ông này xin cái sát thương 10% à, để đây. Nhiều lắm này, ring pen 10% nhiều. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Vào cách 2, phải. Đấy. Pen 10% đâu. Có không đây? Ui, toàn mana đi nha ơi. Gì đây? Đang dùng cái gì hai sao thuật? Em không giải thuật. 10% à? Để đây là tôi đang tìm. Tôi đang tìm 10%. Hình như không có rồi. 10% đâu? Không có 10% luôn. Không có 10%. À đây rồi. Về cầu. Về cầu cầu 3. Có 10% luôn. Có người 10% luôn cho người anh em. Để tôi lấy một bộ ở trong kia nữa nhỉ. Đấy, hai cái ring này. Rồi. Ring pen anh em cho nhiều lắm anh em ơi. Bác Hải không dùng áo thần long cho em xin. GAV à, ok luôn. Cầu 3. Bạn đã đợi tôi tí nhá, nhiều anh em xin đồ quá. Đợi tí á, cầu 3. Rồi được 3 bên. 3 bên Blast rồi. Ngon rồi, thế là ngon rồi. Vào cách 4 à. Áo thần long đâu? Đây áo thần long đây. Áo đó không xong. Hả? Không xong. Đồng gì? Đồng gì đấy? 1 2. Bạn nhìn chưa? Tôi giết được một con rồng đấy. Ây à. Ok. Lên từ đấy, lên rồi. Cầu 3. Ông đâu? Mama đây, mama đây. Nào giao dịch, ông ấy xin cái ring pen gì đúng không? Đây, pen 10% luôn này, pen băng luôn. Đấy, ok luôn. Ok đi. Có mỗi cái pen này 10% thôi. Ok đi. Có lấy không anh em ơi? Em đây bác Hải. Ô, ông này ông không lấy à? Em đây bác Hải, ông này xin cái gì nhỉ? Xin đồ DPK à? Quá. Nào, gây bắn xa đây cho một cái này. Ring pen này, cộng 1 này. Cộng 2 luôn à. Cộng 1. Chết nhờ. Băng. Thế không có bác ạ. Không có bác ạ. Cho bác. Bác không lấy à? Không, tôi cho ông mà, tôi cho ông cái pen này cơ mà, tôi phải đổi đâu. Tôi cho người nghe mà. À gì về đây, cho cái áo thần long này đây. Giao dịch. Đây thần long, áo thần long đây, có áo thần long. Đấy, áo thần long cũng chín luôn. Không có bác ạ. Không có bác ạ. Có đấy nhưng mà người anh em ơi, bây giờ đang nhiều anh em đang xin đồ lắm, người anh em phải xin phải chốt nhanh lên. Gì kìa, ai kéo em xíu qua sở 15 được kéo đúng rồi. Rồi tiếp tục đấy anh em ơi, đi cày tiếp. Đây, xong bác nhé đã nhỉ, xong bác nhé. Gì kìa, tôi có dây cộng 1 rồi, cái kia của không cộng bác mà, út đi. Cho bác mà. Chứ có đổi đâu. Bác không lấy à? Ô người anh em ơi, cho người anh em mà phải đi đổi đâu. Mà người anh em mà cứ là cộng 1 với cả cộng 0. Thôi chết rồi, chết toi rồi. Nào đánh mình kia. Ây à, Hàn Thiên à, ok đấy. Thì tôi đi tìm ông Hàn Thiên này, tôi đi vào ông Hàn Thiên. Để tôi đi vào ông Hàn Thiên.
Đây rồi, hai thỏ luôn, hai thỏ luôn, bạn đâu rồi, hai thỏ này, hai thỏ luôn. Tinh lên hả? Rồng đâu, hết rồng rồi à? Giờ còn thỏ thế này. Cái gì đây? Để cho các bạn mới chơi, tôi đi săn dây chuyền còn một nhưng mà toàn rồng rồi. Ok bác, ok bác nhé. Thôi lại chết toài rồi, ông nào đánh mình kia. Slincer rồi, Slincer lại vã chết tôi rồi bạn ơi. Vã chết toài rồi. Ô, Hàn Thiên ơi. Tôi được 5 viên, 4 viên rồi nha. Bạn đậm đấy. Gì kia? Gái mùa đông, kinh nhờ tên quảng tên gái mùa đông. Ghê đấy. Mua khiên DBK cộng 13 thanh ní. Ông đi vã đổ quầy em, còn đi đánh tôi nhé. Bây giờ gặp người phải vã ngay bạn ơi. Phải vã ngay. Sao ngoài đúng đêm gì? Đứng đây này. Chết chưa? À. Ông chưa chết à? À ông này. Ông này ông. Sờ lên sờ đây rồi, sờ lên con hàng đây rồi, con hàng đây rồi. Vã luôn đây, Slincer đây. Slincer này. A với cả B, C là gì đây? Slincer này. Vừa đánh tôi đúng không? À chứ nhầm không phải ạ. Anh em ạ, ông này là ông Spectre. Nhầm, nhìn cái gì? Cho về thành đi, nhìn gì? Phải PK anh em ơi. PK. Hết chưa nhỉ? Hết thỏ chưa nhỉ? Chưa đúng không? Vẫn còn đúng không? Vẫn còn đúng không? Ông này sói đỏ thì thôi nhá, thằng ngoài tôi đánh sói đen thôi. Nhưng mà ông mà tranh của tôi là không được đâu. Gì kia, bác Kiệt còn thừa đồ ép nào không? Không bác ạ. Có người anh em đang hỏi bạn có thừa đồ ép không kìa, cho người ta kìa. Bạn có mỗi cái set đồ đấy đối đấy thôi đúng không? Tất nhiên mà anh tôi lấy đồ là kiếm đâu ra đồ. Đấy, người ta hỏi thì tôi trả lời là không có bác ạ. Thế là ok rồi. Tí tao cho mấy cái dinh cộng 1. Dinh bên cộng 1, ông đi chất bot nhiều lắm rồi. Ôi trời ơi, đi đâu cũng tiền rơi này. Đi đâu cũng tiền rơi. Đây, ui, hai con. Hai con thỏ, bullet. Con này, đớp nhanh. Ôi trời ơi, ra hai đống tiền này nhà ơi. Bạn ơi chuẩn bị đi David bạn ơi. Bạn ơi bây giờ như thế này nhá. Tôi bạn đi David này. PT nhau này vào phát đàn đi BK luôn. Bạn hiểu không? Không có chạy đi ẩn nữa. Cái mỏ của tôi như này đánh nhau là thật ra đấy. Bạn chỉ cần bắn choáng thôi, còn đâu là để tôi chém cho. BK GEAR. Bạn hiểu không? Đang định về con thỏ. Có con thỏ nó ngay trước mặt luôn. Úi trời, Việt Trà ngon chết anh em ơi. Tôi đang đây ăn thỏ rồi. Về đây. Em đâu? Về rồi đi à. Vậy đi mình cũng hạn chế à? Không hạn chế nhưng mà vào để đánh nhau ấy. Bạn hiểu không? Vào chém nhau sướng hơn không? À. Đấy. Vào đây. Vào phát là oánh luôn. Tôi ở đây, đi bên trong người ta đầy rồi này. Vào chưa, bạn vào chưa? Tôi vào lâu rồi, tôi đứng xe ép cho cũ lắm. Vào. Chạy. Đúng rồi, ra đây, ông nào ra đây. Bạn ơi, tôi vào rồi, góc 6 giờ nha bạn ơi. Bạn chạy thẳng xuống góc 6 giờ nhá. Vào đây. Ui dồi ôi, xoay hàng kim kìa. Chạy thẳng góc 6 giờ đây. Đây, đúng rồi. Luôn lên trên bạn ơi, luôn lên trên bạn. Búp đi. Đây, luôn lên trên. Để có con hàng nào này lại để tôi đi được. Một ông loay chuối, một ông chạy. Rồi, một ông rồi bạn ơi. Tiếp này. Con hàng nào? Chín chín bức linh bạn ơi. Chín bức linh vã luôn. Ông chín chín bức linh đổ ngon như kia, ông toàn đi xin đồ tôi bạn anh em ơi. Chín chín bức linh vã luôn, chín chín bức linh ăn luôn. Đớp luôn.
Đập luôn. 99 băng linh, 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 pha luôn, pha. Ui rồi bạn chết toi rồi à? Chết toi à? Vào luôn, vào luôn, vào. Chỗ vừa nãy cho bạn nhá, 6 giờ góc 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 6 giờ nhá, vào luôn nhá. Chạy thẳng hết đi. Ôi rồi sát nhân không thể vào à? PK clear. PK clear. À đây vào đây, góc góc vừa nãy nhá. 6 giờ, 6 giờ, 6 giờ. Bạn đâu, bạn đâu, bạn đâu, bạn đâu? Bây giờ. Bạn bảo là chỗ cũ rồi thì đi đâu rồi? Ba giờ anh à. Ultra view này. Ultra view này, Ultra view này. Ultra view này. Ui chết 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 chết. Hồi máu nhanh, hồi máu nhanh, hồi máu nhanh. Chém hết này. Con gái gao này, con gái gao này. Con ui giời ơi, ui giời ông Slincher ra lại chết toi rồi. Cay đấy nhỉ. Úi giời anh em này, anh em này. Anh em về thành hết rồi anh em ơi. Đứng ngoài chào cờ ở đây hết rồi này. Thôi cứ bị người ta đánh chết rồi. Ừ. Rồi bạn ơi, bạn đưa tôi cái nỏ để tôi đập lên cho. À. Về câu 2 nhá. Câu 2, câu 2. À hay anh em mình đi 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 săn sự kiện mùa hè bạn nhỉ? Về về đi. Đây bạn đặt cho tôi đi. Đi cầu đi ấy đi. Đi đi về câu 2 bạn ơi. Sổ chéo câu 2 đi. Câu 2, câu 3. Cầu 2. Đã nói cầu 2 rồi. Gì kia, ban bu anh nhất server phải hỏi chủ Huy Lương Sơn. Sao bạn có lệnh bay vào nhanh bạn mà đi bộ là thế? Đi. Sắn bot ạ. Mùa hè, mùa hè, sự kiện mùa hè đi thôi. Đi bạn ơi. Sắn sự kiện mùa hè xong đã rồi tập đồ xong. Sự kiện mùa hè. Tôi đi ngược đi xuôi này. Đây 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 đây, một con đầu tiên. Con này là của tôi luôn. Đấy rồi, cậu sinh bệnh, rồi con sau của bạn. Đấy, con này của bạn này. Đấy, của bạn nhá, giờ con này của tôi này. Con đấy. Vẫn ra tiền. Cay thật đi. Con đấy. Khôn nhưng vẫn ra tiền bạn ơi, đây rồi. Quay lại đây. Con này của bạn. Ok chưa? Đấy, ngọc tâm linh. Ngon chưa? Này con này. Đây, tiếp tiếp tiếp. Anh ngày xưa đi bộ bạn ơi, bây giờ hai thằng mỗi thằng một con sói. Chạy vào nhanh như gió luôn. Có qua cầu không? Không qua cầu phải nói. Đây đây đây, đây đây, đây con. Ủa. Heo thinh này, ui cùng cùng vui. Đi bạn ơi, đi 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 ra đây. Vào. Đây đây. Đây đi 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 dọc cái bờ sông này. Bạn đâu rồi? Đi cẩn thận lạc nhau bây giờ. Đây đây, đi xuống đây. Đây là con này của tôi nhá. May này, ngọc sáng tạo, ok luôn. Anh Dương đã đá vào giái Billy, à, Ultra View đã đá vào giái Số Master. Anh em đi sân bot đang đá vào giái nhau rồi. Đấy, tím hết giái rồi anh em ơi. Bạn đâu rồi? Bạn đi gần nhau, đi rìa sông, bạn đi đâu đấy? Ừ, em đi rìa sông này. Ấy à. Ủa, đi, đi, đi tiền rơi nhiều này. Đây. Vã luôn. Đánh tôi này. Đánh luôn thì vã luôn. Vã luôn. Vã luôn. Ui trời ơi, nó ăn hai thằng. Nó ăn hai thằng luôn bạn ạ. Ui con boss nó hiện ngay trước mặt kìa. Đi cầu A bạn ơi. Trả thù, tên là gì nhỉ? Con gái gao. Gặp là vã luôn bạn ơi, không nói nhiều, vã không 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 nói nhiều luôn kìa. Vã luôn. Vã luôn. À. Con hàng này không nói nhiều không nói nhiều à, tele 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 này tele này. Ôi chạy bạn ơi, nó tele rồi, chạy 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 tele thì chạy, tele thì chạy. Diệt bot ạ, giờ đi tìm ông con gái cao này đã. Về nó đi kìa. Đâu đâu cái gì? Sau này sau à? Đây đây, cẩn thận cẩn thận cẩn thận, số anh kim khỏe lắm bạn ơi. Đây. Đâu đâu đâu. Thằng khác rồi. Slincher, vã Slincher bạn ơi, vã Slincher. Dạ.
Sir Lisa. À không, nhầm. Không, này là Sir Baxter. Nhầm tên. Nhầm hai lần bạn ạ. Ông này bị tôi quánh nhầm hai lần luôn. Ok đấy, cái con sau của bạn nhá. Lúc nãy tôi nhớ là cái mặt to này mà. Đâu, bạn tính nhầm thì sao đấy. Nói chung là con sau là của bạn. Con sau có của tôi không? Đây, của bạn đấy. Đây. Ai? Không phải đâu. À, nhầm. Ai, tên là gì? Con thấy găng đấy. Tên là gì? Cái đớm mà bắn mà hai người chết vào đấy này. Gì quá. Ủa? Bạn đâu rồi? Bạn chạy toán. Bạn chạy toán loạn đâu rồi? Tôi đang đứng trước cửa đây. Trước cửa à? Đây tôi đang trước cửa đây, đâu rồi? Cửa bạn đâu? Bạn đang đứng đâu ấy? À thì kiểu đi bạn ơi, đi. Ông quay xương cứ chạy đằng sau làm gì đây? Quánh anh em tôi à? Bạn ơi đứng lại xem ông quay xương ông định làm gì nào. Đứng im xem ông quay xương ông định làm gì anh em mình. Sao quánh nhau không hả? À, quánh nhau không? Tôi đến 1, 2, 3 là quánh luôn nhá. 1 hello bác, hello. 1, 2, 3 quánh luôn. Đấy nhá, lên video luôn nhá. Anh quay xương nó bị tôi vã lên TV luôn này. Đi bạn ơi, đi tiếp nào. Phải quái đồng thế nhỉ. Yeah, thích sở vũ vừa nâng cấp quả tình kiếm cộng 10, rất nhiều quả tên hoành tráng bạn nhận không? Nhiều quả tên hoành tráng lắm, thích sở vũ này. Toàn những quả tên gọi ngày xưa. Chỉ các bác còn nhẫn cộng 1 giảm sát thương không? Không còn người anh em ơi, giảm sát thương hơi hiếm. Ơ bạn đâu rồi, đi nhanh thế. Bạn chạy te tua nhanh vậy. Cái tiền ngay không lấy hết. Hả? Tiền ngay không lấy hết. Ừ. Nhưng mà bạn nhanh quá, bạn phải đi, bạn phải đi. Thoảng mình dừng lại, quay xưa bạn ơi, vã luôn. Ông có đánh một mình nào. Ơ ừ, ông đi theo tôi làm gì. Đây. Ai. Đây. Đây. Đây rồi, chết chưa? Con gái gao, Xvidos đã vào giái con gái gao. Trả thù rồi. À, ông này, cứ đi theo con này. Ông đi theo, gọi là hù dọa thì anh em ơi. Có xoáy hoàng kim đi cho hù dọa anh em. Ở đấy nhá, team tôi là có cả xoáy hoàng kim đấy nhá. Đừng có ai vả vào tôi. Đấy, gọi đi cho đi hù anh em ơi. Đây là gọi là đất chó đi ạ. Vâng, bao gồm hai lại thêm ông không có nhiều bà, không có nhiều luôn. Ui rồi, hai con chó vàng và ba con chó đen đang vả vào nhau. Đừng bk, ui bk rồi còn đừng bk gì nữa. Bạn đâu rồi, bạn đi sinh về đâu rồi? Anh em mình về câu mấy? Câu ba đây. Ok. Cô ba đây. Tôi bạn đi gặp cho tôi cái hỏa đi. Không có nhiều. Bán luôn bạn ơi, không có nhiều. Quánh luôn. Ô không. Ô bạn bắn kiểu gì mà không choáng ấy bạn. Tôi chả thích choáng cái nào cả. Không biết. Hay là người ta cộng master kháng choáng ấy bạn ạ. Bạn đi vào đây tôi bút cho bạn. Bạn đi vào giữa đường. Đây. Đây, búp đi. Búp đi. Rồi, đây. Không nói nhiều à. Ồ, bạn búp đâu búp chưa? Búp rồi, xanh lè người đây. À, chưa đã búp đâu. Dạng này. Kẹp. Ây, gần chết rồi. Ây, đánh nhầm. Quánh nhầm, tôi đánh nhầm sang ông quầy xương. Mình cứ thấy sói vàng là mình đánh. Đánh nhầm xong quầy xương bạn ơi. Hỏng rồi, anh em chặn cửa rồi. Xin lỗi người anh em quầy xương đánh nhầm. Tôi cứ tưởng ông Soul Butter kia. Tôi đánh nó 45. Ê. Úi giời, nó khỏe kìm khỏe lắm. Con cứ khỏe lắm. Quánh đi bạn tiếp ơi. Tôi bạn cùng ra nhá. Bạn đúng chưa?
chưa? Rồi rồi, xong rồi xong rồi, đi đi đi. Bạn bắn được choáng cơ, bạn phải bắn được choáng cơ thì biết được. Bạn không bắn được choáng là không xuất điểm được. Đây rồi, 1, 2, 3. Vào đây. Sao nó không choáng rồi? Thế là cậu thắng choáng rồi. Một mình chấp 3 rồi. Hỏng rồi. Làm nốt phát này bạn ơi, búp. Nốt phát này đây. Choán luôn này. Rồi đi. Tiếp. Quả này mà không vào nữa là thôi là xong. Là gì ạ? Tao bắn ra được có 500. Thế à? 1, 2, 3. Vào đây. Gần chết rồi. Ui, bọn này hồi kìa. Thôi bạn ơi, thôi bạn ạ. Giờ đi cắm chuột đi, mai tôi đập cho bạn cái nỏ đi. Và bạn cứ đập mà, đi. Tôi biết nghe rồi nha. Bạn vẫn cầm của tôi Black đấy, bạn vẫn cầm tôi 120 Black đấy. Con chó nào ngoài anh đập nha. Ok. Bây giờ bạn cứ đập đi. Được không? Đêm nay bạn rảnh bạn cứ đập đi, nếu mà bạn đập lên thì tốt, mà không đập nữa thì mai tôi lại xử lý cho bạn. Bạn hiểu không? Được rồi. Giờ đi đâu nhỉ? Barack à? Hả? Barack nhỉ? Bác Hải ơi, có hỏa tìm kiếm cùi không? Cho em cái. Xem quán ở đây. Hỏa tìm kiếm đây, giao dịch luôn này, 10 giờ luôn này. Giao dịch. Cha xe đây, hỏa tìm kiếm đây, có luôn này. Đấy, ok. Đấy, xong bác nhé. Ôi, con tóc ngay giữa này ăn luôn. Black. Ui, giật tiền. Đấy, bác, ok bác nhé, ok bác. Rồi, đây lên. Đây Black đúng không? Bạn lên chưa? Lên đây nè. Rồi đây. Giờ tôi lên. Ấy à, con hàng MGSS này. Ông này ông đi quét map à? Hay đi PT đấy? Dễ đi quét map lắm anh em ơi. Bãi trong đúng không? Bên ngoài có người đấy. Đấy, à, đây. PT rồi. PT chưa? Bạn vào đi. Đây, tặng nhỏ. Ok. Rồi xong nhiệm vụ. Rồi ấn hộp. Cắm chuột tiếp anh em ơi. Cắm chuột. Cắm bước này đi có nhặt huy chương. À, cho sói trước này đều nấu lên. Perfect luôn. Ngọc lên anh em ơi. Hết chưa nhỉ? Trang này, rồi xong rồi. Thôi cắm chuột thôi. Cắm chuột. Tôi anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.